Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Để Làm Đúng. Hiện nay mình sẽ cùng các bạn mở hai cái hộp thiết bị điện để coi bên trong nó có những gì, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng các thiết bị điện ha. Cùng khui hàng hết các bạn. Đây là một cái khởi động từ 50A của hãng FUSHI. Còn đây là cái con CB pha các bạn. Đấy, 50A của hãng Mitsu. Có một số con ốc là bị tuôn và nó rớt ra. Trong quá trình vận chuyển thì nó có rớt ra. Bây giờ mình sẽ lấy ráp lại cho nó đủ bộ. Khởi động từ FUSHI 50A. Đấy. Thì thiết bị mình mua về để mình chuẩn bị lắp một cái tủ cho khách. Đây là một bộ thiết bị rồi đó. Thì bây giờ bên trong này hộp thứ hai nó có những gì anh em xem. Em xem nha, đây là cái công tắc Domino và Thammer. Đây là những cái công tắc gạch hai vị trí nè, vị trí 1, vị trí 2. Đây cũng hai vị trí luôn. Đây là 3 vị trí anh em, đây, 1 vị trí nè, 2 vị trí là 3 vị trí nè. Đây là 2 vị trí. Đây 3 vị trí nè. Thì đây nó cũng tương tự vậy nè. Đây là Domino mấy ampere đây. 4 pha và 60 ampere. 4 pha 60 ampere. Còn đây là hai con Thammer luân phiên, đời H48SS gạch S. 220V và nó có cái dãy chỉnh thời gian đó là từ 0.1 giây đến 99 giờ. Thì bây giờ tôi sẽ test thử coi thiết bị này nó còn tốt không ha. Trước tiên là kiểm tra cái CB và cái khởi động từ. Thì CB thì tôi sẽ dùng một cái đồng hồ đơn giản thôi, đồng hồ đo điện trở để đo cái CB coi nó còn tốt không thôi. Này, chỉnh thang đo điện trở và bấm qua cái chuông. Đấy. Giờ sẽ thử cái CB nha. Thử cái CB trước đi. Bây giờ CB đang ở trạng thái đóng thì tôi đo thông mạch. Đây, thông mạch nha. Pha thứ nhất chứ pha thứ nhất thông. Pha thứ hai chứ pha thứ hai thông. Bây giờ tôi cúp CB xuống. Không thông. Đây nè. Test thử coi nó nhảy về giữa không. Thì CB này nói chung thì cũng ok. Tiếp theo tôi sẽ đấu nguồn vào khởi động từ. Khởi động từ này là có nguồn 220V. Thì bây giờ tôi sẽ đấu nguồn 220 vào cuộn hút của nó ha. Tôi sẽ nấu vào cuộn hút, cấp điện 220 vào cuộn hút của khơi ông Tư. Đây cũng là cái cách kiểm tra khởi động từ luôn ha nè. Kiểm tra khởi động từ coi còn sửa được không. Đây nó có hai cái chân. Đây là mình cần đặt thông số đó là A1, A2 nè, là hai cuộn hút, là hai chân của cuộn hút. Thì ở đây nó có ghi điện áp là 200 đến 220V, 60Hz. Thì đây là cuộn coi 220V. Thì mình sẽ cấp điện 220V vào hai chân này. Xoay chiều thì cho nên mình cấp không cần quan tâm lửa nguội, cái nào cũng được. Cái nào cấp được lửa nguội nào, nói chung thì bên nào lửa cũng được. Chụp đại khái là vậy. Đây thì tôi đã cấp vào hai cái chân của nó rồi nè. Đây nè. Đó. Thì cái khởi động từ thì nó sẽ gồm có ba cái tiếp điểm động lực, ba cặp tiếp điểm động lực. Ha. Cặp 1 nè. Cặp 2 nè. Và cặp 3. Ha. Cặp 3 đây. 2 đây, 1. Thì khi mà mình cấp điện vào thì chân A1 và chân A2 thì cái khởi động từ này hút xuống thì lập tức cặp tiếp điểm 1 nó sẽ đóng thông lại với nhau, 2 cũng thông với nhau và 3 cũng thông với nhau. Đó. Còn các tiếp điểm các tiếp điểm phụ á, thì nó sẽ có hai cái tiếp điểm thường đóng nằm ở trên và hai tiếp điểm thường mở nằm ở dưới. Hai bên nó như nhau. Thì khi mà khởi động từ hút á, thì thường đóng nó sẽ thành thường mở và thường mở nó thành thường đóng. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi ghim nguồn vào. Đây. Và đóng CP lên. Đấy. Thì cái khởi động từ nó đã hút rồi. Thì bắt đầu tôi sẽ kiểm tra. Đây. Pha thứ nhất với pha thứ nhất thông nhau. Pha thứ hai với pha thứ hai thông nhau luôn. Và pha thứ ba với pha thứ ba thông nhau. Thì mình kiểm tra cái tiếp điểm phụ là cái điểm thường mở, thường đóng nè, nó không thông nè. Thường đóng không thông. Tại vì khi khởi động từ được cấp điện thì thường đóng nó sẽ thành thường mở nha. Thường mở sẽ thành thường đóng. Đây thường mở đây. Hai chân dưới. Bên đây. Coi như là cái cặp tiếp điểm bên đây nó không thông nè. Thì một tí nữa sẽ tháo ra vệ sinh. Bây giờ tắt. Đo thường đóng. Nó thường đóng thôi không, vậy là ok nha. Khi mà không có nguồn vào A1 A2 thì ba cái điểm động lực nó không thông nhau. Tại vì nó mở ra rồi. Đóng lại thì nó sẽ thông lại. Đó, như vậy là nó mới ok. Đây coi như là cái khởi động từ mình nó bị hỏng một cái tiếp điểm phụ thường mở. Thì một tí nữa tháo ra mình vệ sinh thôi. Có thể là nó do bị bụi bẩn thôi chứ không có gì. Bây giờ tôi sẽ ngưng cái phần thử cái khởi động từ. Tiếp theo thì sẽ làm một cái test cái Thammer luân phiên cho anh em xem. Bây giờ sẽ tháo ra. Đây. Đây là Thammer luân phiên của hãng Omron. Của hãng Omron ha anh em. Thì khi trước tiên thì khi sử dụng cái thiết bị thì mình nhìn sơ đồ nó coi như thế nào. Đây là cái sơ đồ của nó. Thì sẽ nguồn cấp của nó là vào là 2 và 7. Nguồn cấp là chân 2 và chân 7. 2 và 7. Còn chân 8 là chân chung nè. 85 với 86 thì nó sẽ luân phiên nhau. 85 với 86 sẽ luân phiên nhau nè. Đây. Mình sẽ cấp lửa vào chân 2. Và chân 2 sẽ cầu qua chân 8. Và chân 8 sẽ chân 2 sẽ cầu qua chân 8, chân 7 sẽ dừng nguội ha, chân 7 sẽ dừng nguội. Và chân 5 chân 6 này mình sẽ đấu vào hai cái bóng đèn. Hai cái phụ tải đi, hai cái thiết bị gì để điều khiển phụ tải đi. Thì nó sẽ sáng luân phiên. Bây giờ tôi sẽ đấu thử hai bóng đèn sáng luân phiên cho anh em xem. Đây. Bây giờ lửa. Dây vàng là lửa nè, đấu. Đợi tôi một tí tôi lấy dây điện thêm. Đây, thì dưới CB nè các bạn. Dưới CB nó sẽ có hai dây, là dây xanh và dây vàng. dây xanh là dây vàng là dây lửa thì đấu vào chân. Đây, sẽ đấu vào chân số 7. Chân 2 và chân 7 đấu vào chân nào cũng được. Đây, tôi sẽ đấu vào chân số 7 nè. Từ chân 7 tôi sẽ cầu qua chân 8. 7 tôi sẽ cầu thêm một dây nữa vào chân 8. Đấy, cầu qua chân 8. Còn này nè em ha. Lửa vào chân 7 và từ chân 7 cầu qua chân 8. Nguội thì về chân 2. Nguội thì vào chân 2. Đó là mình đã cấp nguồn cho cái Thammer đó. Còn hai cái bóng đèn lưng phiên nhau nè thì mình sẽ đấu như thế này. Nguội của hai chân của bóng đèn thì cầu lại với nhau là một chân nguội. Đây là chân nguội nha. Chân nguội thì tôi sẽ đấu vào chân số 2 nha. Cấp nguội cho bóng đèn, đấu vào chân số 2. Đấy. Còn chân của bóng đèn màu đỏ thì tôi sẽ đấu vào chân số 5. Chân số 5 của Thammer nha. Còn chân của bóng đèn màu vàng thì tôi sẽ đấu vào chân số 6 của Thammer. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ cắm Thammer vào. Đây. Thì cái Thammer của mình á, nó có cái nắp chỉnh nè các bạn. Cái nắp thứ nhất là dưới nè, dưới của nút thứ nhất là nút cộng nè. Thì tôi bấm lên thì từ 0 tới 9 nha. Ví dụ như tôi cài là nó là bằng 0 đây ha. Bằng 0. Bên đây cũng vậy, có nút chỉnh lên chỉnh xuống. Này là hàng đơn vị, này hàng chục. Còn cái thứ ba là để chỉnh min là phút nè, 0.1 giờ nè, đơn vị là S là giây nè, H là giờ nè, min nè. Bây giờ tôi sẽ chỉnh giây, S tôi sẽ chọn là S anh em. Là có nghĩa là 1 giây, 1 giây thì 1 giây thì đèn đỏ nó sẽ sáng đúng không? 1 giây đèn đỏ sáng. Rồi tới 1 giây bên đây cũng vậy, tôi sẽ chỉnh là 1 giây luôn. 1 giây thì đèn tới đèn vàng sáng. Nó cứ lưng phiên vậy. Bây giờ tôi sẽ đóng nguồn lên nè. 1 giây đèn đỏ, 1 giây đèn vàng, 1 giây đèn đỏ, 1 giây đèn vàng anh em, đúng không? Bây giờ tôi sẽ chỉnh 2 giây đèn đỏ nè. Tắt một cái nha anh em, quên nữa. Tắt một cái nó mới lưu lại, tắt một cái đồng hồ này mới lưu lại. 2 giây đèn vàng. Bây giờ là tôi chỉnh lên 5 giây đèn vàng nè. 5 giây đèn vàng đi. Và 5 giây đèn đỏ. 5 giây đèn đỏ nè anh em. 4 5. 5 giây đèn vàng. 2 3 4 5. Đó. Thammer này là gọi là Thammer lưng phiên nha anh em. Và xin thân ái chào tạm biệt anh em. Thì hôm nay thì chưa có lắp cái tủ cho nên thì khui sẵn khui cái thùng thiết bị ra thì giới thiệu quay chơi với anh em, giao lưu với anh em thôi để làm quen. Lâu nếu mà lâu quá không đăng lên thì có thể anh em quên kênh của mình. Bây giờ sẽ làm đại cái clip này đăng lên cho anh em. Xin thân ái chào tạm biệt.